Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Kim Jong-un sẽ đến Nga trong tháng này. Theo Reuters, ngày 5 tháng 9, trích dẫn tin từ tờ New York Times cho biết lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un có kế hoạch tới Nga trong tháng này để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm bàn về khả năng Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga xâm lược Ukraine. Hình ảnh bài viết trên Reuters. New York Times nói các nguồn tin này từ Mỹ và đồng minh. Reuters cho biết thêm, ông Kim sẽ đi từ Bình Nhưỡng, có thể là bằng tàu lửa bọc thép, đến thành phố trên bờ biển Thái Bình Dương, Vladivostok của Nga, nơi ông sẽ gặp Tổng thống Putin. Nhà Trắng không thể trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về các tin tức này. Chuyến đi theo kế hoạch sẽ diễn ra khi Nga đang thảo luận về việc tổ chức các cuộc tập trận chung với Triều Tiên và sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đến thăm Triều Tiên để thuyết phục Bình Nhưỡng bán đạn pháo cho Nga. Hoa Kỳ trước đó đã cảnh báo rằng Triều Tiên có thể cung cấp thêm vũ khí cho Nga, nước đã xung quân xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, một cuộc chiến mà Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu kịch liệt phản đối và Moscow gọi là một chiến dịch quân sự đặc biệt. Người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby vào ngày 30 tháng 8 cho biết Mỹ lo ngại các cuộc đàm phán vũ khí giữa hai nước đang tiến triển mạnh. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói với báo chí vào thứ Hai rằng tại sao không, đây là những người hàng xóm của chúng ta. Có một câu nói cũ của người Nga là bạn không chọn được hàng xóm của mình và tốt hơn hết là sống với hàng xóm của bạn trong hòa bình và hòa thuận. Điện Kremlin cho biết tuần trước rằng Moscow dự định tăng cường mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau với Bình Nhưỡng, một trong những đồng minh thân cận trong chiến tranh lạnh và là một trong số ít các quốc gia ủng hộ việc Nga tuyên bố sáp nhập các bộ phận của Ukraine vào năm 2022. Cha của Kim, Kim Jong-un, là người sống ẩn dật, người nổi tiếng xa lánh máy bay và chỉ đi bằng tàu bọc thép. Lần cuối đến thăm Nga chỉ vài tháng trước khi ông qua đời vào năm 2011. Shoigu đã đến thăm Bắc Triều Tiên nhân dịp kỷ niệm 70 năm kết thúc chiến tranh Triều Tiên vào tháng 7, được tổ chức tại Bắc Triều Tiên là ngày chiến thắng, với cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc nói rằng ông dường như đã tổ chức một cuộc họp riêng với Kim, Johab đưa tin. Nga và Bắc Triều Tiên gần đây đã kêu gọi quan hệ quân sự chặt chẽ hơn, nhưng Bắc Triều Tiên đã phủ nhận có bất kỳ giao dịch vũ trang nào với Nga. Hình ảnh Kim Jong-un và Putin. Hoa Kỳ gần đây áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ba thực thể mà họ cáo buộc là có liên quan đến các giao dịch vũ khí giữa Triều Tiên và Nga. Triều Tiên đã tiến hành 6 vụ thử hạt nhân kể từ năm 2006 và đã thử nghiệm nhiều tên lửa khác nhau trong những năm gần đây, nhưng họ hiếm khi tổ chức các cuộc tập trận quân sự với các nước láng giềng. Hoa Kỳ và đồng minh của họ, Hàn Quốc, tổ chức các cuộc tập trận quân sự thường xuyên mà Triều Tiên tố cáo là sự chuẩn bị cho một cuộc chiến chống lại họ. Cũng theo Reuters, vào năm ngoái, Nga và Bắc Triều Tiên đã khởi động lại chuyến tàu lần đầu tiên kể từ khi các chuyến đường sắt bị cắt trong đại dịch COVID. Chuyến tàu chở một hàng hóa sang trọng bất thường, 30 con ngựa thuần chủng. Ngay sau đó, Nga đã nối lại xuất khẩu dầu sang Triều Tiên. Dữ liệu của Liên Hợp Quốc cho thấy các lô dầu đầu tiên như vậy được báo cáo kể từ năm 2020. Phần lớn thương mại của Triều Tiên đi qua Trung Quốc, nhưng Nga cũng là một đối tác quan trọng tiềm năng, đặc biệt là đối với dầu mỏ. Các chuyên gia cho biết Moscow đã phủ nhận việc vi phạm các luật trừng phạt của Liên Hợp Quốc, nhưng các tàu chở dầu của Nga đã bị buộc tội giúp trốn tránh giới hạn xuất khẩu dầu sang Triều Tiên và các giám sát viên kiểm dịch đã báo cáo rằng người lao động vẫn ở Nga bất chấp lệnh cấm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm D với bản tin Kim Jong-un sẽ đến Nga trong tháng này. Ukraine sẽ tăng cường sản xuất máy bay không người lái. Theo Reuters, ngày 3 tháng 9 cho biết Ukraine dự báo sự bùng nổ về sản xuất máy bay không người lái. Theo đó, Ukraine dự định sẽ tăng sản lượng máy bay không người lái sớm nhất là vào mùa thu này. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã nói điều này vào Chủ nhật, khi nước này tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái thường xuyên hơn vào lãnh thổ Nga. Hình ảnh Reuters đưa tin. Reuters cho biết quân đội, chính phủ và các công ty tư nhân của Ukraine đang làm việc để tạo ra một kho vũ khí máy bay không người lái, giá rẻ và dễ sản xuất mà họ hy vọng có thể trở thành người thay đổi cuộc chơi trong cuộc chiến chống lại Nga. Họ đã sử dụng máy bay không người lái cho cả trinh sát và tấn công. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào lãnh thổ Nga đã diễn ra trong những tuần gần đây, với hàng chục máy bay không người lái tấn công Nga cùng lúc vào một số ngày, vươn xa đến thành phố Pskov ở phía Tây, cách Ukraine 400 dặm. Reuters cho hay Kiev đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công
các sân bay và máy bay không người lái thủy sinh để tấn công các tàu và cây cầu đến Crimea. Tôi nghĩ rằng mùa thu này sẽ có sự bùng nổ trong việc sản xuất các máy bay không người lái khác nhau của Ukraine, bay, nổi, bò, v.v. Và điều này sẽ tiếp tục phát triển về khối lượng, Oleksiy Reniskov nói với hãng tin Ukrfirm của nhà nước. Ông ấy nói với Reuters rằng lý do cho sự tăng trưởng của sản xuất là chính quyền đã giảm các quy định và luật khác nhau. Vì vậy, chúng tôi đã viết lại các quy định và đơn giản hóa các quy trình. Và tôi tin rằng chúng tôi cũng đã thành công trong việc đó và cho chúng tôi cơ hội để tăng cường như vậy, đặc biệt là đối với các nhà sản xuất máy bay không người lái đã bắt đầu sản xuất từ nhà để xe, anh ấy nói. Ukraine phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung cấp vũ khí phương Tây hiện đại, nhưng Kiev đã cam kết không sử dụng chúng trên lãnh thổ Nga. Và đối với các cuộc tấn công như vậy, nước này chỉ sử dụng vũ khí sản xuất trong nước, chủ yếu là máy bay không người lái. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Sáu rằng họ đã phá hủy tổng cộng 281 máy bay không người lái của Ukraine trong tuần qua, bao gồm 29 máy bay ở các khu vực phía Tây của Nga, cho thấy quy mô cuộc chiến máy bay không người lái hiện đang diễn ra giữa Nga và Ukraine. Hình ảnh một binh sĩ Ukraine đang sử dụng drone. Ukraine đã tấn công một số sân bay sâu bên trong nước Nga, trung tâm của Moscow và các căn cứ quân sự ở Crimea, bị chiếm đóng và ở các khu vực gần biên giới Ukraine. Các quan chức Ukraine thường nói ít hoặc không nói gì về các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Nga, nhưng nói rằng việc phá hủy cơ sở hạ tầng của Nga là rất quan trọng đối với nỗ lực chiến tranh của đất nước. Hồi tháng 6, Ukraine đã sử dụng thành công máy bay không người lái được sản xuất trong nước với tầm bắn 620 dặm, tức 1.000 km, nhà sản xuất vũ khí nhà nước Yukoboronprom cho biết. Vào mùa thu năm 2022, họ đang hoàn thiện công việc trên một máy bay không người lái mới có tầm bắn 1.000 km và đầu đạn nặng 75 kg. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký thành luật để miễn thuế hải quan và thuế giá trị gia tăng cho các nhà sản xuất máy bay không người lái trong nước. Nhà lập pháp Jaroslav Zelensky đã viết trên Telegram. Các cuộc tấn công vào Nga trong những tuần gần đây, bao gồm các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lặp đi lặp lại vào trung tâm Moscow, đã lần đầu tiên đưa chiến tranh trở lại với nhiều người Nga, ngay cả khi người Ukraine đã trải qua một năm rưỡi trong tình trạng nguy hiểm liên tục từ các cuộc không kích. Moscow đã không ngừng tấn công các thành phố của Ukraine bằng tên lửa tầm xa và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong suốt cuộc chiến. Hàng nghìn thường dân Ukraine đã bị giết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Ukraine sẽ tăng cường sản xuất máy bay không người lái. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d.